Thưa quý vị, không chỉ có lợi ích, lợi thế để phát triển du lịch, lòng hồ thủy điện Sơn La thì còn là nơi để bà con dân tộc thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ nghề nuôi trồng thủy sản. Vừa phát huy hơn 1.300 ha diện tích mặt hồ sau khi nhà máy thủy điện Sơn La tích nước hồ chứa, huyện Mường La đã và đang tập trung chú trọng cho phát triển nghề nuôi cá lồng tại đây, qua đó đã nâng cao thu nhập cho bà con. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại xã Mường Chai, huyện Mường La. Từ năm 2016, ông Lò Văn Chờ đã thả nuôi cá chấm cỏ và cá rô phi tại lòng hồ thủy điện Sơn La. Mất một năm chăm sóc, thả nuôi, sau khi xuất bán lợi nhuận thu về khoảng 80 triệu đồng. Mức thu nhập này khấm khá hơn nhiều so với trồng lúa và làm nương. Trồng trọt thì có năm thì được, có năm thì không. Còn bởi vì mình chăn nuôi thủy sản này thì năm nào cũng thuê được. Mỗi một năm thì 80 triệu trở lên, riêng bán cá. Hiện xã Mường Chai có 67 hộ dân, một hợp tác xã và một tổ hợp tác nuôi cá lồng đang hoạt động, với tổng số gần 240 lồng, trong đó 189 lồng của người dân tự nuôi. Ngoài các giống cá địa phương như cá chấm, cá chép, rô phi, các hộ dân đang đẩy mạnh các loại cá đặc sản như cá lăng, cá chày, cá quất, cá nheo. Ngoài ra, khu vực lòng hồ này cũng đang được một doanh nghiệp thả nuôi cá tầm với quy mô là 185 lồng, sản lượng là 500 tấn mỗi năm. Hiện doanh nghiệp này cho biết đang có hướng liên kết với bà con để mở rộng quy mô và phát triển thị trường. Trước đây thì có họp với huyện là sẽ liên kết với các bà con hợp tác xã để nuôi cá tầm, với cái hướng là công ty sẽ cung cấp giống cho và kỹ thuật để cho bà con nuôi. Khi bà con nuôi đến thời điểm thương phẩm thì công ty sẽ thu lại với giá hiện tại. Để mở rộng mô hình nuôi cá lồng với hướng tập trung, tạo ra sản phẩm ổn định, cung cấp cho thị trường, xã Mường Chai, huyện Mường La đã chủ trương thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Vì đây là nghề nuôi mới nên nhiều hộ dân mong muốn tham gia hợp tác xã để được hỗ trợ về kỹ thuật, giống và lồng bè trong thời gian đầu. Xã cũng đã có cái kế hoạch là sẽ mở rộng thêm, mới là diện tích nuôi lồng bè. Bởi vì cái này là mình là có cái thuận lợi lớn nhất là cái mặt nước rất là lớn. Và hiện nay thì nước là rất an toàn. Ở các hợp tác xã, các thành viên hợp tác xã thì hỗ trợ 5 triệu trên một lồng. Đấy, tức là hỗ trợ còn lại thì là đối ứng của dân. Đấy, giống thức ăn là do các hộ gia đình. Hiện các sản phẩm cá trên lòng hồ thủy điện Sơn La phục vụ thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Điện Biên, Hòa Bình, Hà Nội. Nhờ phát triển nuôi cá lồng, kết hợp thêm trồng cây ăn quả trên đất dốc và chăn nuôi gia súc, mức thu nhập bình quân của người dân xã Mường Chai, huyện Mường La đã đạt trên 19 triệu đồng trên một năm, gấp gần 3 lần so với năm 2009. Hiện nay, xã Mường Chai đã đạt 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Xã này phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 11 tới đây. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu là khái niệm mà ai cũng biết. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta như thế nào thì không phải ai cũng hiểu rõ. Vâng, cùng với nhiều nước ở trên thế giới thì Việt Nam là một trong số những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu đe dọa hạ tầng đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân tại các khu vực ven biển, đặc biệt là những tác động của biến đổi khí hậu đã diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long từ nhiều năm nay với mức độ ngày càng trầm trọng với các vấn đề như nước biển dâng, khai thác thượng nguồn, sụt lún. Vâng, theo nghiên cứu mới nhất của nhóm chuyên gia Đại học Utrecht của Hà Lan trên tạp chí khoa học Nature Communication, đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam chỉ còn cao hơn mực nước biển 0,8 mét, chênh lệch gần 2 mét so với các dữ liệu vệ tinh được trích dẫn là 2,6 mét trước đó. Với tốc độ chìm như hiện nay thì nước biển sẽ xóa khoảng cách 0,8 mét này trong vòng là 57 năm tới. Điều này đồng nghĩa với số người dân chịu ảnh hưởng bởi nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng gấp đôi, lên tới là 12 triệu người so với dự báo. Và nếu không ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hệ thống, tổng thể sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn và ổn định cuộc sống của người dân, đe dọa sự bền vững của đất nước. Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2019, nắng nóng kéo dài đã khiến hàng loạt các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh. Dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng ước tính ban đầu đã có hàng trăm hecta rừng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Cùng thời điểm đó, nhiều cánh rừng tại Nghệ An, Phú Yên cũng bốc cháy dữ dội tại các diện tích rừng phòng hộ. Sẽ phải mất nhiều năm để gây dựng lại các diện tích rừng này. Thế nhưng những thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu vẫn chưa kết thúc. Thậm chí nó đang có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp và bất thường. Những ngày đầu tháng 9 năm 2019 vừa qua, Hà Tĩnh lại tiếp tục đón nhận những thiệt hại tiếp theo từ những hình thái cực đoan của thời tiết. Hơn 2.700 hộ dân tại Hương Khê đã bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ. Lũ và lụt không phải là điều quá xa lạ với người dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh. Thế nhưng cái lạ, cái bất thường ở chỗ, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, nước lũ đã dâng cao hơn 1 mét. Nhiều hộ gia đình tại xã Phương Mỹ không bị ngập, nhưng chỉ sau một đêm, cả xã đều chìm trong nước lũ. Có nơi, nước lũ còn dâng cao tận nóc nhà. 7 giờ sáng đến tầng, bây giờ là nước đã lên đến tầng 70 phân. Nhà tôi đang ngập lên khoảng 1 mét. Thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp của người dân ở các tỉnh miền Trung. 13.500 hecta lúa bị ngập úng, 1.300 hecta bưởi sắp đến ngày thu hoạch bị chìm trong nước lũ. Gần 150 trường học tại tỉnh Hà Tĩnh không thể tổ chức khai giảng năm học mới. Còn tại một số tỉnh như Phú Yên, những tháng vừa qua, hơn 7.000 hecta lúa hè thu đã gieo xạ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất do thiếu nước. 600 hecta đất bị nhiễm mặn không thể canh tác. Bên cạnh đó, nắng hạn kéo dài đã khiến tình trạng cháy rừng diễn biến vô cùng phức tạp. Thậm chí, việc hơn 6.000 hộ dân ở các huyện miền núi phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt cũng đang gây ra những khó khăn cho địa phương này. Vâng thưa quý vị, cùng với những hiện tượng như bão lũ có cường độ ngày càng mạnh hơn, diễn ra bất thường hơn, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và nước biển dâng cũng đã được ghi nhận tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là tại một số tỉnh ven biển như là Cà Mau thì tình trạng sụt lún diễn ra hết sức nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê thì mỗi năm do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bờ biển Cà Mau đã bị sạt lở khoảng 450 ha và trong đó thì nhiều đoạn sạt lở vào sát chân đê biển. Mặc dù chính phủ thì đã có nhiều giải pháp để khắc phục và ứng phó với tình trạng sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long và các giải pháp phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên thực tế cho thấy là các giải pháp này mới mang tính trước mắt, chưa có kế hoạch tổng thể lâu dài. Thêm vào đó là nghiên cứu mới đây của Hà Lan đã chỉ ra rằng tốc độ sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long đang nhanh hơn dự báo và có thể chỉ chưa tới 60 năm nữa, đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị nước biển xâm chiếm. Thông tin này đang khiến người dân vô cùng lo lắng khi sạt lở ngày càng trở nên khốc liệt và bất thường. Đây là những hình ảnh khiến người xem không khỏi rùng mình khi được ghi lại vào ngày 22 tháng 4 năm 2017. Nhiều ngôi nhà tại tỉnh An Giang bất ngờ đổ sụp xuống sông Vàm Nao. Còn đây là những hình ảnh mới nhất được ghi lại vào ngày 1 tháng 8 năm 2019. Cũng tại An Giang, một đoạn thuộc quốc lộ 91 bị sạt lở nghiêm trọng và ăn sâu tới 4 mét vào sát nhà dân ven sông Hậu. Từ đầu năm đến nay, hầu như các địa phương tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều ghi nhận tình trạng sạt lở. Chưa khi nào thông tin sạt lở lại được nhắc đến nhiều như thời gian qua tại các tỉnh, thành, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ nhà cửa, đất đai mà hàng ngàn hộ dân không nơi nương tựa, cũng chỉ vì hậu quả của các vụ sạt lở gây ra. Mình cũng canh bằng đêm, canh mấy đêm liền vậy đó, canh chừng nào mà có biển diễn biến gì thì mình dời con cháu rồi đi, với vợ con rồi đi, với có bà mẹ già nữa, cho nó khỏi gây ra tai nạn người. Tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn biến nhanh hơn dự báo của các nhà khoa học. Còn nhớ năm 2016, 11 trên 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long đã phải công bố tình trạng thiên tai do xuất hiện hạn mặn chưa từng có trong vòng 100 năm qua. Mỗi năm có 300 hecta lãnh thổ mất đi do sạt lở. Cùng với đó là nước mặn, nước lợ gia tăng, sụt lún đất và nước biển dâng, tác động lớn đến sinh kế của người dân. Theo các nhà khoa học, nước biển dâng và đặc biệt là tình trạng sụt lún mặt đất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là nguyên nhân chính dẫn đến triều cường ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta khai thác cát quá mức trên dòng sông và vùng ven biển
cũng như là cái hiện tượng là người ta rút nước ngầm làm cho đất nó đang chìm xuống và gây ra tình trạng sạt lở nhiều hơn. Và xa hơn nữa là những cái đập thủy điện ở phía thượng nguồn sông Mekong giữ lại phần lớn các hạt phù sa, các loại bùn cát thì nó làm cái khả năng mà chống đỡ nó càng ngày càng ít đi. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất rộng lớn, chiếm 12% diện tích, là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam với 95% lượng gạo xuất khẩu, 60% lượng cá xuất khẩu. Đây cũng là khu vực có vị trí thuận tiện trong giao thương với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và tiểu vùng sông Mekong. Để bảo vệ vùng kinh tế chiến lược vô cùng quan trọng này, chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng kết quả không mấy khả quan. Có một cái nghiên cứu của Mỹ trước đây khoảng năm 1980 thì họ cho thấy là nếu nước biển dâng dưới 1 ly một năm thì anh có thể trồng rừng ngập mặn, tại vì rừng ngập mặn nó sẽ bò lên bờ kịp, tốc độ nó kịp với tốc độ nước biển dâng. Tuy nhiên trong điều kiện của chúng ta là tới hơn 4 ly một năm thì như vậy là cái việc trồng rừng nó sẽ không hiệu quả. Bây giờ chúng ta trồng thì rừng nó vẫn tốt, nhưng đến lúc chúng ta nó lớn lên và lúc mà nó phát huy được tác dụng thì lúc đó nó bị ngập. Theo một nghiên cứu được đưa ra gần đây bởi Đại học Utrecht Hà Lan, gần như toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ bị chìm dưới nước biển vào năm 2100. Nghiên cứu chỉ ra rằng đồng bằng sông Cửu Long thực tế chỉ còn cao hơn mực nước biển trung bình 0,8m, chênh lệch gần 2m so với các dữ liệu vệ tinh thường được trích dẫn là 2,6m trước đây. Với tốc độ chìm hiện nay, nước biển sẽ xóa khoảng cách 0,8m này trong 57 năm tới. Dù đây mới là nghiên cứu, chưa phải là chắc chắn, nhưng hiện tại, dọc bờ biển Đông và Tây, hiện tượng sạt lở xảy ra nghiêm trọng. Nhiều đoạn sói lở từ 30 đến 100m trên một năm. Và việc đồng bằng sông Cửu Long bị nước biển nhấn chìm đang là nguy cơ hiện hữu ngay trước mắt chúng ta.